Chiều dài của đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sụt lún là hơn 120 mét, điểm bị sụt sâu nhất là trên 2 mét. Ngoài ra hiện có khoảng 300 mét đê biển có nguy cơ sẽ tiếp tục xảy ra sụt lún. Theo ngành chuyên môn nhận định, nguyên nhân ban đầu là do tình trạng hạn hán gay gắt, mực nước trong tuyến kênh nội đồng bị khô kiệt, gây áp lực lên thân đê, dẫn đến tình trạng của đoạn đê biển nói trên. Chính quyền địa phương đã làm rào chắn, cảnh báo không cho người dân lưu thông, đồng thời báo cáo nhanh đến chủ đầu tư để khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại và khắc phục. Cái vùng ngọt hóa này đó là nó không có tiếp cận được cái nguồn nước ngọt từ sông Hậu, cho nên là nó chỉ giữ lại cái nước trời trong mùa mưa, cho nên là nó rất là dễ bị khô hạn khi mà nó gặp những cái năm mà hạn hán lớn như năm nay. Tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương tích cực khảo sát toàn bộ các kênh rạch, các tuyến trục giao thông có nguy cơ bị ảnh hưởng từ hạn hán, từ đó đưa ra cảnh báo thích hợp. Đường bê tông kiên cố đê biển Tây Cà Mau có chiều dài 14,6 km qua địa bàn hai huyện U Minh và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau với vốn đầu tư là hơn 150 tỷ đồng. Tuyến đường được khởi công xây dựng từ năm 2016 và hoàn thành từng phần từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2018.